Xin chào tất cả các bạn đã đến với chương trình tư vấn du học Mỹ của công ty du học Lực Đại Dương. Và đến với chương trình hôm nay thì công ty du học Lực Đại Dương xin chia sẻ với các bạn thông tin về trường đại học John Curran ở Mỹ. Thì trường đại học John Curran được thành lập vào năm 1886 với bề dày 125 năm. Trường đại học John Curran thì luôn tập trung vào đào tạo sinh viên với trí tuệ và nhân cách theo truyền thống giáo dục xuất sắc cùng dòng tên. Tọa lạc ở University Heights, ngoại ô của thành phố Cleveland với diện tích là 64 mẫu, là trường nổi tiếng với các trang thiết bị tiên tiến gồm trung tâm khoa học và công nghệ, một phòng thí nghiệm mới về truyền thông và cải tiến truyền hình và trung tâm thể thao với các hoạt động có tổ chức và giải trí. Trường giảng dạy 70 ngành học khác nhau, ngành học chính và rất nhiều ngành học trọng tâm khác đem lại cho sinh viên sự lựa chọn phong phú và giúp cho sinh viên được hiểu sâu thêm về các vấn đề họ quan tâm cũng như có sự linh hoạt trong các ngành học. Và một điểm đặc biệt của trường đó là trường John Curran được xếp thứ 7 trong số các trường đại học tại miền Trung Tây Hoa Kỳ. Vào năm 2012, đánh dấu mốc 23 năm liên tiếp, trường được ghi danh là một trong 10 trường đại học dẫn đầu trong danh sách này, theo US Steel and World Report công nhận. Trường còn xếp thứ 3 trong danh sách các trường có cam kết chặt chẽ về giảng dạy tốt, theo US Steel and World Report, và xếp thứ 6 trong danh sách trường tốt và chi phí hợp lý, cũng theo báo US Steel and World Report. Và các chương trình kinh doanh của trường thì được AACSB kiểm định và nằm trong danh sách 11% các chương trình kinh doanh tốt nhất trên thế giới. Và theo báo Business Quick Magazine thì trường đại học kinh doanh Fuller nổi tiếng trên thế giới được xếp thứ 62 trên toàn nước Mỹ và trường được xếp thứ 148 trong số các trường tốt nhất Hoa Kỳ theo tờ báo là Forbes Magazine. Và một mặt khác đó là trường John Curran thì hiện có gần khoảng 3.000 sinh viên đại học và trong đó có 700 sinh viên theo học hệ cao học và tại tất cả các chuyên ngành. Sinh viên đến từ 29 bang của Mỹ và 35 quốc gia trên toàn thế giới và có gần 100 tổ chức các câu lạc bộ sinh viên được thành lập trong trường như là câu lạc bộ thể thao, hội sinh viên, đài phát thanh, tờ báo The Curran News hoặc là nhóm đoàn kết và tổ chức sinh viên tự nguyện. Và nhân đây thì Tân Đại Dương cũng xin chia sẻ với các bạn thông tin về chương trình học tại trường đại học John Curran. Thì các chuyên ngành mà trường John Curran đào tạo như là chương trình về kế toán, lịch sử nghệ thuật, hóa sinh, sinh học, ngôn ngữ cổ điển, hệ thống thông tin máy tính, khoa học máy tính, tội phạm, đa dạng văn hóa, nghiên cứu Đông Á, kinh tế, khoa học thể dục, nghiên cứu phim như là truyền thông và giải hát nghệ thuật, tài chính, tâm lý điều tra, nghiên cứu về Pháp, Đức, Hy Lạp và hệ thống thông tin y tế với lại liên ngành vật lý, chương trình kinh doanh quốc tế với ngôn ngữ và văn hóa, báo chí truyền thông, logistics, quản lý, marketing, toán học, sức khỏe tâm thần, chuyên ngành về tâm lý học. Và mọi thông tin chi tiết về học phí hoặc là chi phí của trường đại học John Curran như thế nào hoặc là thủ tục làm hồ sơ ra sao thì các bạn hãy liên hệ ngay với công ty du học Tân Đại Dương, công ty du học hàng đầu tại Việt Nam qua số điện thoại là 0838484899 hoặc là 0838382080, hoặc các bạn có thể lên trực tiếp tư vấn tại Tân Đại Dương qua địa chỉ là 148/1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất hoặc là 902 đường Trần Hưng Đạo, phường 7, quận 5. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chương trình Hành Trang Du Học của kênh truyền hình SNTV. Các bạn thân mến, trong thời gian vừa qua, ban biên tập của chương trình đã nhận được rất nhiều thắc mắc của các bạn gửi về để hỏi về việc du học ở Mỹ, đặc biệt liên quan đến một số khái niệm khá mới đối với học sinh Việt Nam như trường cao đẳng cộng đồng, chương trình chuyển tiếp vào đại học từ lớp 11 hay du học Mỹ thì cần phải có những điều kiện gì? Môi trường ra sao, làm sao để có được visa đi Mỹ? Và để giải đáp những thắc mắc ở trên, chúng tôi có mời đến đây chuyên gia tư vấn của công ty du học Tân Đại Dương, anh Quỳnh Giáo Ngọc Khôi, chị Phạm Thanh Quỳnh và chị Hồ Thị Mỹ An. Xin chào anh chị. Đầu tiên xin được hỏi anh Khôi một câu, đó là theo anh thì những vấn đề nào ảnh hưởng tới suy nghĩ và quan điểm của quý phụ huynh học sinh khi mà chọn Mỹ là điểm đến du học ạ? Với hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực làm hồ sơ du học Mỹ, mỗi năm công ty Tân Đại Dương
tiếp hàng ngàn du học sinh đến hỏi về thị trường du học Mỹ. Sở dĩ có được sự lựa chọn hàng đầu về thị trường du học Mỹ là bởi chất lượng giáo dục của Mỹ thuộc hàng top thế giới. Khi học tập tại Mỹ thì sinh viên sẽ học tập trong môi trường năng động, hiện đại và hòa đồng. À, Thúy biết không, khi mà có nhiều học sinh đến thăm công ty du học Tân Đại Dương sau khi một thời gian đi du học ở Mỹ thì chúng tôi rất là tự hào khi mà thấy được các bạn có những tiến bộ vượt bậc, không chỉ về học tập mà còn về nhận thức, về suy nghĩ nữa. Với cái bằng cấp được công nhận trên toàn thế giới thì các bạn sẽ dễ dàng có được cái cơ hội tìm việc làm cũng như là học chuyển tiếp lên những cái trường khác. Qua nhiều chương trình đã lên sóng thì chắc quý vị khán giả cũng đã hiểu phần nào về du học Mỹ. Nhưng vẫn còn một số điều mơ hồ về các danh từ của hệ thống giáo dục Mỹ. Thì không biết chị Quỳnh có thể giải thích một chút về vấn đề này không ạ? Theo tôi được biết thì hệ thống giáo dục Mỹ thì cũng như chúng ta, cũng như ở Việt Nam thôi, là đều có trường công và trường tư. Thì ở trường công lập hay còn gọi là trường public school thì những cái trường này là do chính phủ hoặc là chính quyền địa phương lập ra và tài trợ nhằm cung cấp một nền giáo dục chỉ với mức học phí thấp dành cho sinh viên ở trong bang. Thì mỗi tiểu bang thì đều thông thường đều có ít nhất là một trường công và một số trường cao đẳng cộng đồng kiểu này. Thứ hai đó là hệ thống trường tư thục hay còn gọi là trường private school. Thì các hệ thống này thường là do tổ chức hoặc là tư nhân điều hành. Họ lấy kinh phí từ các khoản tài trợ, các cái học phí, tiền trợ cấp từ nghiên cứu, rồi hoặc là các khoản đóng góp từ cựu sinh viên. Các cơ sở vật chất thì cũng được đầu tư như là trường công lập. Và ngoài ra thì cũng có một cái hệ thống là trường cao đẳng cộng đồng là community college hoặc là cũng có trường college. Thì trường này thông thường đó là hệ 2 năm và cũng có trường công, nhưng mà tuy nhiên nó cũng có trường tư nữa. Cái trường này là thường là nó phục vụ cho các cái cộng đồng sinh viên ở một vùng hoặc là ở một thành phố. Thì thông thường tuy nhiên họ rất là hoan nghênh cái sinh viên quốc tế và họ thường có những cái chương trình đặc biệt dành cho sinh viên quốc tế, ví dụ như là có thể là có những trường họ có những cái buổi cái khóa học ESL miễn phí dành cho sinh viên, hoặc là họ cũng có chỗ ở hoặc là các cái dịch vụ tư vấn dành cho sinh viên quốc tế. Thì thông thường khi mà học sinh học xong trường ở cao đẳng cộng đồng thì họ có thể chuyển tiếp lên trường đại học 2 năm cuối để mà lấy được bằng cử nhân. Thì để tìm hiểu kỹ hơn về các trường cao đẳng đại học ở Mỹ thì các bạn có thể lên công ty Tân Đại Dương để được nhận cái quyển sách hướng dẫn về miễn phí về cái cuốn cẩm nang trường đại học cao đẳng ở Mỹ. Công ty Tân Đại Dương là một trong những công ty du học đầu tiên và hàng đầu tại Việt Nam, được thành lập bởi đội ngũ các nhà quản lý và tư vấn du học có nhiều năm kinh nghiệm trong ngành giáo dục cũng như được tu nghiệp và đào tạo ở nước ngoài. Với hơn 10 năm kinh nghiệm, Tân Đại Dương tự hào là nhà tư vấn du học chuyên nghiệp cho các du học sinh tại các nước trên thế giới, đặc biệt là Mỹ, Úc, Singapore, Anh Quốc, Hà Lan, Thụy Sĩ, v.v. Cùng với đội ngũ tư vấn viên chuyên nghiệp, chúng tôi cung cấp các dịch vụ uy tín và trọn gói cho ngành du học du lịch Mỹ, bao gồm xử lý trọn bộ hồ sơ đi Mỹ từ A đến Z, kể cả các hồ sơ khó, đã từng rớt visa hoặc không đủ tài chính. Tư vấn chọn trường tại tất cả các tiểu bang ở Mỹ, chúng tôi tự hào là đại diện chính thức của hàng trăm trường đại học cao đẳng, trung học phổ thông tại Mỹ. Hướng dẫn các thủ tục xin visa, chứng minh tài chính, hướng dẫn điền form, dạy phỏng vấn du học, du lịch Mỹ. Khai giảng hàng tháng các lớp học phỏng vấn, đảm bảo cho học sinh có được sự tự tin trả lời được mọi câu hỏi của lãnh sự quán. Đặt vé máy bay, sắp xếp nhà ở, ký túc xá cho du học sinh. Với phương châm hoạt động là uy tín, chất lượng và mong muốn định hướng cho học sinh Việt Nam một nền giáo dục tiên tiến, môi trường học tập và sinh hoạt an toàn, Tân Đại Dương cam kết sẽ là người bạn đồng hành cùng học sinh Việt Nam trên đường tới chân trời tri thức. Mọi chi tiết xin liên hệ công ty Tân Đại Dương chuyên du học Mỹ, mặt tiền 148/1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh, điện thoại 0838484879, 0989006890, website www.tandaiduong.edu.vn.